Chủ đề hôm nay thì hai anh em sẽ trình bày các cái giải pháp mà có thể gọi là trong rất nhiều giải pháp khác nhau, thì mình sẽ trình bày những cái giải pháp gọi là rất là gần với bà con chúng ta và cái nhu và sử dụng hiệu quả và dễ áp dụng và có những cái sản phẩm này đã có hiện diện trên thị trường. Đấy thì trong các nhiều cái giải pháp khác nhau về kiểm soát vi khuẩn trong ao nuôi tôm, thì trong rất nhiều phương pháp, những phương pháp rất là gần gũi và hiệu quả, thì trong đó nói đến chiết xuất về thảo dược mà thay thế kháng sinh và các peptide kháng khuẩn. Thì các peptide kháng khuẩn hiện nay nó là xu hướng hầu hết đã được áp dụng, nhưng mà nghiên cứu chưa sâu về trong giai đoạn nó phát triển và hiệu quả nó rất là tiềm năng trong việc thay thế hoàn toàn kháng sinh và kiểm khuẩn, nó tiêu diệt khuẩn rất là tốt. Cái giải pháp thứ ba đó là các cái hạt nano trung gian, có nghĩa là bây giờ không phải là dùng các cái nano bạc, nano đồng nữa, mà họ gắn các cái gốc enzyme mà kháng khuẩn lên cái hạt nano bằng cách tăng hóa trị nó lên. Thì với cái kết hợp giữa enzyme và nano thì nano kim loại nó sẽ mang các hoạt chất mà diệt khuẩn, nó tác động trực tiếp đến vi khuẩn. Thì cái này là cũng một cái rất là mới ở trong cái ngành gọi là nano hiện nay. Thì cái phần đó thì nó cũng gần chứ không xa, cũng không phải là xa lắm. Cái thứ tư đó là các cái axit béo bão hòa mà trung và mạch ngắn. Thì các cái axit béo này giống như Duy trình bày ở các cái bài và việc trình bày ở cái bài về brochure của công ty, thì những cái sản phẩm này nó có thể rất là mạnh mẽ, nó có thể thay thế kháng sinh trong cái giai đoạn mà kiểm soát khuẩn đường ruột bằng cách là phá vỡ các cái màng tế bào của con khuẩn. Và cái giải pháp mà kế tiếp đó là vi sinh. Như chúng ta biết là vi sinh thì nó rất là hiệu quả rồi, vi sinh về kiểm soát nước, về cho ăn, về và các khả năng mà bám chống, cái khả năng bám dính trên đường ruột cũng như là bám dính ở ngoài tạo biofilm ngoài ao, thì đó là những cái giải pháp tiên tiến và vân vân còn nhiều cách nữa. Thì hôm nay hai anh em sẽ tập trung sẽ nói về các peptide trong cái chuỗi giải pháp mà kiểm soát vi khuẩn gây bệnh. Tiếp đối với những cái chúng ta có nhiều các cái phương pháp để kiểm soát cái vi khuẩn gây bệnh trong ao tôm, thì dĩ nhiên ở đây thì nhiều phương pháp này thì chúng ta có những cái giải pháp truyền thống, ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng thuốc diệt khuẩn, hóa chất diệt khuẩn để kiểm soát các chất lượng nước, hoặc là chúng ta sử dụng các cái chất thảo dược để cũng có thể là kiểm soát được vi khuẩn gây bệnh, thay thế bớt cái nhu cầu sử dụng kháng sinh. Chúng ta kiểm soát các cái vi khuẩn gây bệnh bằng hệ thống vi sinh có đủ cái năng lực, có nghĩa là vi sinh đủ năng lực ở đây là vi sinh với cái hàm lượng cao, cũng như là vi sinh những cái vi sinh chuyên biệt để có thể tăng sinh một cách rất là tốt và tạo ra cái mức độ cạnh tranh giữa khuẩn có lợi và khuẩn có hại với nhau. Cũng như là các cái hạt như anh Duy có nói về cái hạt nano trung gian ấy, thì đây sẽ là những cái công nghệ chúng ta sẽ đi tiếp về tương lai này ha. Nano bạc, chúng ta đã thấy nano bạc và nano đồng trong cái chuyện diệt khuẩn rồi. Rồi một vài cách tiếp cận khác, ví dụ như là bacteriophage chẳng hạn, thì đó là những cái dạng mà sử dụng các cái chủng vi sinh có lợi và chúng ta chiết xuất các chất gọi là bacteriocin để kháng khuẩn. Và trong các cái peptide kháng khuẩn anh dạy, trong các peptide kháng khuẩn đó là một cái chuỗi ha, các cái nucleotide có thể và các cái chuỗi protein giúp có thể là kháng khuẩn tốt hơn. Anh Duy sẽ trình bày với anh chị một số cách tiếp cận đó và để chúng ta có nhiều cái nhìn nhận hơn, chúng ta có nhiều cái giải pháp hơn trong cái kiểm soát vi khuẩn gây bệnh trong ao nuôi của mình anh chị. Okay. Thì Duy sẽ dẫn hai cái chúng ta thể ứng dụng vào giải pháp thay thế hoàn toàn kháng sinh trong quản lý nước và quản lý cho ăn. Đối với nuôi tôm siêu thâm canh hiện nay có hai vấn đề rất là chính yếu là cái biofilm sinh học và các peptide kháng khuẩn. Đối với biofilm sinh học thì rất là nhiều cái ứng dụng mà chúng ta đã dùng nhưng mà chúng ta sẽ không thấy. Thực tế là biofilm thì được tạo ra bởi có thể bằng vi khuẩn gây bệnh và vi khuẩn có lợi. Thì cấu trúc biofilm hiện thì chủ yếu nó tập trung vào các cái
cái màng tế bào vi sinh vật và protein, và còn lại hầu hết là lượng nước. Các cái vi khuẩn này có thành có thang nó bám dính lại với nhau và nó sản sinh ra các carbon hydrate, và các cái màng sinh học này nó tạo lại với nhau với cái xu hướng là để mục tiêu của nó là khi mà muốn truyền tải một cái khả năng cạnh tranh sống ở ngoài môi trường thì nó sẽ tập hợp lại đủ số lượng, giống như ví dụ như VIVO để nó tiết ra được cái độc tố, thì nó sẽ tạo ra một quần thể VBO và sau đó nó sẽ mới tiết độc tố. Thì đối với khuẩn có lợi cũng nó cũng làm như vậy. Thì đó là tại sao cái nguyên nhân nó hình thành biofilm, nó hình thành thế nào. Thì với cái cấu trúc của cái biofilm thì biofilm nó phát triển là 5 giai đoạn hiện nay. Thì năm giai đoạn là nó bám dính và bám dính chắc và tăng trưởng và phát tán. Thì với cái cấu trúc biofilm nó rất là vững chắc. Nó giống như một chất diệt khuẩn, nó không diệt được nha quý anh chị. Diệt khuẩn nó không diệt được, chỉ qua dùng chất tẩy rửa. Nhưng mà rõ ràng là trong nuôi tôm thì mình không thể dùng chất tẩy rửa được. Thì như Duy trình bày thì các loại các là khuẩn có hại như là E. coli hoặc là VBO hoặc là Pseudomonas thì nó là những dòng khuẩn mà có thể là nó có thể tạo biofilm. Hoặc ngược lại, những dòng khuẩn có lợi như là các dòng Bacillus hoặc là những dòng khuẩn lactic đặc hiệu, nó cũng tạo ra biofilm. Và những cái biofilm này thì khi nó đã tạo được mà biofilm rồi thì những cái dòng khuẩn gây hại nó không bám dính được. Bài thêm tí đi. Thì ở đây thì anh chị mình cũng hiểu rõ về cái biofilm một tí anh chị ha. Có nghĩa là bản thân khi mà VBO nó hình thành, trong quá trình mà hình thành mà nó tạo ra biofilm rồi, có nghĩa là một khi các cái nhóm khuẩn gây hại nó tạo được biofilm là nó cái lúc đó thì bắt đầu là cái khả năng mà sinh khối trên cái màng biofilm bắt đầu rất là lớn. Và màng biofilm này ngoài cái chuyện là nó giúp cho con vi khuẩn nó bám dính, nó tăng sinh, nó còn giúp cho con vi khuẩn nó cũng là một giống như là một cái thành trì để nó bảo vệ các cái dạng vi khuẩn rồi anh chị ha. Thì tương tự như vậy, đối với vi sinh có lợi, nếu chúng ta cũng tạo được cái biofilm nó tương đối tốt trong quá trình nuôi của mình thì cái đó là một cái cơ sở anh chị ha, cái cơ sở để mà chúng ta áp chế cái mầm bệnh ấy. Thì đối với một số cái dòng khuẩn như anh Duy có trao đổi với anh chị, đó là các dòng Bacillus hoặc là các cái dòng lactic đặc hiệu thì nó cũng sẽ tạo ra cái biofilm đó. Và khi mà cái mức số mà ở mức độ cao rồi thì nó sẽ, có nghĩa là khuẩn nó sẽ có một cái gọi là nó truyền tín hiệu anh chị, nó truyền tín hiệu Coriolis sensing anh chị ha. Coriolis sensing đó là các cái khuẩn, nói chung là nó nôm na giống như là mấy ông này ông nói chuyện với nhau nghe nó hơi trừu tượng tí, nhưng mà đó là như vậy anh chị. Có nghĩa là khi những cái bản thân các một số vi khuẩn mà gọi là nói chuyện được với nhau thì có nghĩa là cái một số vi khuẩn đó nó đã lên rất là tốt và nó sẽ hình thành cái gọi là cái an toàn sinh học, làm cho bảo vệ cho cái ao tôm mình nó được, môi trường nước của mình nó được tốt. Như chúng ta biết thì đối với cái màng biofilm, biofilm thì chúng ta có làm sao chúng ta xử lý, thì chúng ta xử lý thì hiện nay xử lý nó có nhiều cách, có nghĩa là chúng ta một là chúng ta chà đi, chà có nghĩa là phần ao thì mình chà được, nhưng mà thiết bị Duy nghĩ là cũng khó để mà chà rửa suốt trong vụ nuôi. Do vậy cái chỉ về giải pháp tốt nhất cũng không thể dùng diệt khuẩn mà cũng không thể dùng kháng sinh được. Đấy, tại vì chẳng lẽ trong suốt vụ thì chúng ta dùng kháng sinh. Do vậy cách tốt nhất vẫn là dùng giải pháp sinh học. Thì giải pháp sinh học ở đây thì bên cạnh cái hệ vi sinh thì chúng ta khống chế lại cái lượng khuẩn VBO trong ao. Thì chúng ta còn một giải pháp khác, có nghĩa là chúng ta lên men cái hệ vi sinh đó để nó sản sinh ra các cái peptide. Và peptide nó có hai cái tác dụng. Nó phá hủy cái màng sinh học mà của biofilm, cũng như là nó chống lại các mầm khuẩn gây bệnh. Thì đó lý do tại sao là hai cái này nó liên quan mật thiết với nhau, là chúng ta dùng vi sinh để mà cạnh tranh hoặc là dùng vi sinh để chúng ta lên men để nó sản sinh ra các cái peptide. Ấy thì tế tiếp để mà làm peptide thì nó là một cái hoạt chất mà không thể chưa để đo đếm được. Do vậy thì bên cạnh cái soi mắt hay là HeroBackline thì công ty cũng đã làm cái thử nghiệm để đánh giá cái khả năng sinh khối bằng các cái cách khác nhau đối với TabakBL. Cái điểm xuất phát của TabakBL thì cái hàm lượng khuẩn nó rất là cao quý anh chị. Hàm lượng khuẩn Bacillus nó khoảng là 7 tỷ và hàm lượng khuẩn lactic là 10 tỷ. Thì phải nói là mật độ rất là cao. Ví dụ mình so sánh với soi mắt thì khuẩn lactic nó gấp 11 lần.
khuẩn Bacillus này đâu đó khoảng gấp 7 lần, 6 7 lần. Đấy. Thì bằng nhiều phương pháp lên men khác nhau. Thì để Duy trình bày là những phương pháp là các bạn đã làm. Đây. Thì hiện nay mình làm ba nghiệm thức khác nhau. Là nghiệm thức thứ nhất á, là cái sản phẩm thay thế mặt rỉ đường cộng với nguồn carbon cộng với bicarb với C-Comfort Gold và Tabac BL. Cái nghiệm thức thứ hai, thứ ba thì thứ hai thì đã làm nhiều lần rồi và các quý anh chị và con cũng làm hiệu quả rồi, là dùng khoai tây sống, mình gọt vỏ, mình xay, mình xong cộng với đường C-Comfort, sodium bicarb với lại soi mắt. Đấy. Và nghiệm thức ba là theo yêu cầu của quý anh chị thì làm thêm khoai tây chín. Đấy. Thì để xem đánh giá kết quả như thế nào. Thì cái trong này nó cái quan trọng nhất là để mình đánh giá cái khuẩn lactic và khuẩn bacillus. Lần trước là mình công ty mới có đo đếm về khuẩn bacillus thôi. Thằng này thì đánh giá luôn cái khuẩn lactic để xem khả năng nó sinh khói làm sao và cái phương pháp nào là hiệu quả nhất. Thì đối với khuẩn đối với ba nghiệm thức đầu thì dùng sản phẩm thay thế mặt rỉ đường. Thì khả năng sinh khói của khuẩn từ giai đoạn đầu xuất phát thì mình đếm thực tế nó khoảng là 30 nhân 10 mũi 9, có nghĩa là cái lượng khuẩn lactic trong này nó vẫn cao hơn so với cái công bố rất là nhiều. Và lượng điểm xuất phát của khuẩn Bacillus thì là 6 nhân 10 mũi 9. Thì cái đó là do phương pháp mà kiểm và sinh khách lên men khác nhau thì nó cái kết quả nó khác nhau thôi. Thì với ba nghiệm thức thì sau kết quả thì đánh giá được rằng là đối với khuẩn lactic thì chúng ta lên men bằng hoặc chất thay thế mặt rỉ đường và các nguồn carbon khác thì cái hàm lượng khuẩn nó sinh khói nên tăng hơn nhiều. Mà mình nhìn cái phương pháp thứ nhất này, 5 nhân 10 mũi 11. Phương pháp thứ hai thì 1 nhân 10 12. Phương pháp thứ ba là 1 nhân 10 mũi 12. Vậy là nghiệm thức thứ hai, thứ ba thì cái khuẩn dùng cái khoai tây á thì cái khuẩn lactic nó sinh khói nhiều hơn, có nghĩa là lên từ mũ 10 lên mũ 12 lên 100 lần, nghĩa hai lóc. Và đối với Bacillus thì nghiệm thức thứ nhất á, thì tăng lên 2 nhân sau 24 tiếng nha, tăng 2 nhân 10 mũ 12. Nghiệm thức thứ hai là 10 mũ 11 và nghiệm thức thứ ba là 10 mũ 11. Như vậy thì đối với nghiệm thức thứ hai mà dùng sản phẩm thay thế mặt rỉ đường á, thì cái hàm lượng Bacillus nó tăng sinh khói nhiều hơn so với chúng ta dùng mặt rỉ đường với khoai tây. Đó, thì hai phương pháp khoai tây sống và thay chín luôn nha. Khoai tây chín thì nó thấp hơn ạ. Khoai tây chín nó chỉ được 1.1 nhân 10 mũ 11 thôi, cái cột thứ ba này ạ. Đấy. Và cột thứ hai này thì nếu dùng khoai tây sống thì nó tăng lên 7.5 nhân 10 mũ 11. Lên rất là cao. Nhưng mà nếu mà so với cái phương pháp mà chúng ta dùng cái hoặc chất thay cái sản phẩm thay thế mặt rỉ đường cộng với carbon, nguồn carbon thì tăng nhiều nhất 2 nhân 10 mũ 2. Như vậy thì ok, qua video thứ ba. Đấy, thì đó video thứ ba thì qua video thứ ba thì mình vẽ lại biểu đồ để mình xem để mình dễ hình dung hơn. Đối với cái dòng mà các phương pháp này thì rõ ràng nếu mà dùng mà lên men mà có khuẩn lactic thì nguồn khoai tây thì nó sẽ kết quả nó tốt hơn. Nhưng mà chỉ đơn thuần mà chỉ dùng khuẩn Bacillus không thôi á, thì dùng cái nguồn carbon khác nó lại tốt hơn. Một cái nguồn carbon khác thì quý anh chị sau nó là dùng cái nguồn gì và sản phẩm mà thay thế mà mặt rỉ đường thì gì cũng sẽ trình bày sau phía sau. Đấy, thì nó sẽ về làm sao chúng ta phân biệt được chọn lựa được hai, thì cách hay nhất là đối với Herbalife thì chúng ta dùng sản phẩm nguồn carbon khác nó sẽ tốt hơn 10 lần nữa so với chúng ta dùng khoai tây. Còn đối với soi mắt thì rõ ràng là khoai tây thì nó là tốt rồi, nó sẽ cân bằng, nó sẽ được về khuẩn lactic nhưng mà giảm về Bacillus một tí không sao, thì ra ngoài nó có sinh khói lên. Thì chúng ta có ba phương pháp lên men khác nhau thì nó sẽ ra cái kết quả khác nhau hoàn toàn. Và rõ ràng chúng ta bằng con số thì chúng ta thấy chúng ta đo đếm thì thấy hàm lượng khuẩn nó tăng rất là nhiều lần, với mặt điểm xuất phát ban đầu cũng đã cao và chúng ta sau thời gian 6 tiếng, 9 tiếng, 12 tiếng kết quả đối với Bacillus cũng vậy, rất là cao. Tại vì cái dòng Tabac BL này là cái dòng sản phẩm đường dài, không có hình thành cái màng biofilm trong ao nữa, chứ không phải là chỉ là khuẩn có lợi không.
chúng ta để rõ ràng chúng ta thấy rằng là bên cạnh lên men sinh khối thì mục đích lên men thì nó cũng là sản sinh các peptide kháng khuẩn. Trong các công thức thức ăn hiện nay của các công ty thức ăn, hầu hết là các công ty đã dùng các cái peptide này vào trong các công thức thức ăn của mình. Nó là dầu nguồn thay thế đạm cá và cũng nguồn để mà nó sản sinh các cái amino acid, vitamin và các peptide kháng khuẩn ở trong thức ăn. Nhưng mà khi trải qua giai đoạn mà đùng á, thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều so với phương pháp chúng ta lên men ở ngoài trại. Tại ngoài trại thì nó không bị dịu nhiệt, do vậy nó các cái peptide này nó không bị ảnh hưởng nhiều. Đấy thì và sau cùng thì cái sản phẩm mà lên men giống như thay thế bạc đi đường, giống như Duy trình bày hôm trước, thì các cái chỉ tiêu về dinh dưỡng, về các cái vitamin và khoáng và các đặc biệt là các cái nucleotide, các nhóm khác nhau nó cũng vẫn có trong này. Tại vì với một sản phẩm dinh dưỡng để mà lên men thì đòi hỏi nó rất là nhiều thành phần quan trọng như là khoáng và các cái nucleotide dinh dưỡng khác nhau. Thì ở trong cái sản phẩm Duy tạm gọi là Activac này để lên men thì giá nó đâu đó còn chừng 60.000 cho một mẻ thôi. Đấy, thì cũng lên men để thử nghiệm, để đánh giá cái hàm lượng khuẩn, để tại sao vì chúng ta lên men, thì cũng trình bày với quý anh chị để chúng ta có một cái nhìn nhận và một cái ứng dụng để nó mang lại hiệu quả hơn cho cái sản phẩm của mình. Chúng ta dùng sản phẩm nào cũng được trong quá trình chúng ta sử dụng, không nhất thiết là sản phẩm của thằng Vương. Ok, xin cảm ơn quý anh chị. Thì đó là phần trình bày của Duy. Xin việc tiếp. Rồi thì hôm nay Duy cũng có chia sẻ với mọi người về những cái phương pháp tiếp cận để chúng ta để cạnh tranh và loại bỏ bớt Vibrio, các khuẩn gây hại ở trong ao. Và chúng tôi cũng đưa lên một vài cái kết quả để chúng ta ủ vi sinh anh chị ha. Thì tôi xin tóm lại là những anh chị nào ủ vi sinh soi mắt thì chúng ta vẫn dùng cái nghiệm thức cũ, đó là chúng ta sử dụng khoai tây sống và bi cạc khoáng seo can phốt và mật đường. Còn cái nghiệm thức khác mà chúng tôi làm với các chất thay thế carbon hydrate cũng như là đậu nành thì sử dụng tốt hơn cho cái chuyện là chúng ta sẽ sinh khối bacillus là chính. Và ở đây thì chúng tôi muốn nói đến đó là sản phẩm Hero Backline đấy ha. Còn anh chị nào mua chúng ta sử dụng soi mắt thì trong soi mắt nó còn có một cái con khuẩn áp chế bệnh, đó là khuẩn lactic đặc hiệu anh chị ha.